Ngay lúc này đây, shop kiếm lịch.com đang giảm giá 20% tất cả các loại dịch vụ anh em nhé. Như là làm đệ tử này, làm nhiệm vụ này, giảm giá các gói vòng quay may mắn này, giảm giá cả ác luôn anh em nhé. Giảm giá 20% luôn. Đấy, shop nạp tiền 5 giây không bị trừ chiết khấu. Anh em nào quan tâm thì truy cập vào kiếmlịch.com nhé. Chào anh em, mình là Dòng Một Sao đây. Thì cái clip này mình sẽ thông báo với anh em một tin khá là buồn là kênh Dòng Một Sao của mình hiện tại đang bị khóa 2 tuần rồi nha anh em. Lý do khóa là do mấy thằng chảo tre anh em ạ. Đấy, kiểu chúng nó đéo bằng được mình ý. Đấy, thì là chúng nó cứ ghen ăn tức ở với mình, chúng nó report kênh của mình anh em ạ. Đó, thì hiện tại kênh Dòng Một Sao của mình thì đang bị chặn đăng video, các chặn đăng các cái clip mới trong thời gian là 2 tuần anh em nhé. Vậy là trong 2 tuần anh em ạ, đấy thì sẽ không đăng được các video. Thì mục đích mình làm cái clip này để thông báo với anh em là trong cái thời gian 2 tuần kênh Dòng Một Sao bị khóa ấy, thì mình sẽ làm các clip mới ở bên kênh Dòng Một Sao TV này của vợ mình nha anh em. Đó, thì mình mong rằng anh em đang xem clip này của mình thì đừng tiếc gì chia sẻ clip này của mình nhá. Chia sẻ lên Facebook hoặc là Zalo, hoặc là có bạn nào mà xem clip hay xem clip của mình ý, thì hãy thông báo cho mọi người rằng sắp tới thì mình làm các clip ở bên kênh Dòng Một Sao TV này anh em ạ. Đấy, mình sợ là những anh em nào mà fan của mình anh em thì không thấy mình ra clip ý. Đấy, kiểu không có clip xem ý, thì sẽ kiểu rất là buồn anh em ạ. Đó, thì mong rằng anh em sẽ nhớ chia sẻ cái clip này để cho mọi người cùng biết là mình sẽ làm clip mới ở bên kênh Dòng Một Sao TV. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Rồi, thì thôi chắc có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây để mình sẽ đi làm cái clip ngày mai đăng lên cho anh em xem nhá. Ok, chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá.